có thể là ngôi nhà nơi bạn ở, lớn là đất mẹ của bạn. Con người ai cũng có quyền mong muốn có một nhà theo ý mình. Nhưng dù giống hay không, nhà vẫn là nơi an bình quay về. Nơi một ngày nào đó chúng ta có thể bình thản ngồi nhâm như tách trà, ngửa cổ uống chén rượu, bật cười mà ngắm lại cuộc đời. Nếu nhà không thể là nơi che nắng che mưa, thì nhà không phải là nhà, mà người cũng không còn ra người. Câu chuyện xoay quanh Phan, một cô gái miền biển theo đuổi học ngành tâm lý học. Trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, cô đã đi tìm lại ký ức của chính mình, cũng như tình cảm gia đình, tưởng chừng đã rạn nứt với người ba thô lậu, cũng là câu chuyện của những con người đi xóa những ký ức đau thương do chiến tranh để lại, hằng từng vết sâu hấm lên thân thể và tinh thần của những người còn lại. Gia đình vẫn luôn ở đấy, nhà vẫn luôn mở cửa chờ đứa con trở về một con người khó chịu bạo lực và cổ hủ một người cha chưa từng lắng nghe đứa con áp đặt con cái phải sống hoàn toàn theo ý mình mở đầu quyển nhật ký là những lời oán hận căm ghét cha mình của cô gái cuộc sống của cô như cái căn phòng cô ở kín mít tuy đầy những hình ảnh ngông cuồng nhưng cửa sổ đóng kính đinh vẫn còn đấy Chắc cũng chỉ loại người này mới muốn quên con mình. Người đàn ông cũng bày tỏ sự ghét bỏ đối với đứa con khi Phan nói. Dù sao cô ấy cũng là con ông. Hệt như con rắn hổ lên cơn điên tiết phun phì phì. Nó không phải con tôi, nó là kẻ thù đầu thai. Sống chống đối tôi chưa hả? Chết đi, nó vẫn theo tôi, hành hạ đầu óc. Đứa ngỗ ngược, tham làm vô độ đó. Đứa con gái ông kể luôn được thiên hạ khen là ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Kỳ thực là một nhóc gây gớm. Con nhỏ đã muốn gài bẫy cha mình, luôn nguyền rủa đấng sinh thành. Tình cảm cha con tựa hồ khó thể vãn hồi. Từng câu chuyện từ nhỏ tới lớn qua nhật ký và lời kể của người cha song hành, hai góc nhìn của hai thế hệ, người đọc mới dần vỡ ra. Kỳ thực cha con họ từ tận sâu thẳm đáy lòng đều yêu thương quan tâm gia đình mình. Cô con gái không nói được lời nào hay, nhưng luôn mở sẵn cửa đứng chờ ba đến đêm, mỗi lần ông đi nhậu sước mướt. Cô nạt ông suốt rằng tật rượu chè sẽ chết sớm. Vì ba mình mà luôn cố gắng tìm kiếm người cô đã mất tích 40 năm. Người cha tuy nghèo nhưng luôn cố gắng cho con mình mọi thứ, có cuộc sống đầy đủ. Luôn chỉ nấu bánh canh cho con gái, dường như đây cũng là món duy nhất ông có thể nấu ngon ông muốn con có thể luôn ở gần mình vì ông sợ ông từ nhỏ không cha không mẹ mất em sống không người thân ông chấp nhận nhưng khi chết ông muốn có con gái ở bên đều là những mong muốn đơn thuần nhất đáng yêu nhất của con người nếu như họ thật sự bình tâm chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau ba nhớ đừng uống rượu nhiều chỉ cần con nhớ về nhà chiến tranh cho dù là chính nghĩa hay phi nghĩa thì kết quả vẫn khổ đau. Tác phẩm bao gồm từng câu chuyện nhỏ về những bất hạnh do chiến tranh mang lại cho gia đình những người khách tìm đến Jack, gia đình Phan và Ali. Người ta vẫn thường nói khi một người chết đi, họ vẫn có thể sống nếu những người còn lại vẫn nhớ đến họ vậy những người còn sống kia phải đau khổ cùng quẩn đến đâu mới có thể đưa ra lựa chọn quên đi xóa bỏ những người họ thân yêu đã qua lâu lắm rồi thời kỳ chiến đấu chống mỹ nhưng hậu quả chiến tranh còn sót lại trên đất nước vẫn cứ ám ảnh như những bóng ma chiêu tay ương chị gái dịu dàng mà phan gặp ngày đi phỏng vấn đã gần như phát điên đau đớn đến quằn quại khi phải nhớ về hai đứa con đã mất vì dioxin mà ngay từ khi sinh ra chúng đã không có hay mắt cô bé đầu lòng đã mất cách ngày sinh nhật chỉ ba tiếng đồng hồ bé ben thì đi khi mới chưa đầy hai tháng răng sữa còn chưa kịp mọc công chúa trong truyện thức dậy rồi còn con gái tôi su xinh xắn của tôi không bao giờ tỉnh giấc nữa mẹ tôi nói ba thế hệ cũng chưa đủ khi giọt axit chiến tranh chảy xuống hay một cô bé trắc lai nghịch ngợm ham vui vô tình cùng thằng bạn cưa một trái bom mà tụi nó chắc mẩm không thể nổ được trước hiên nhà nhưng em quên thằng quanh chơi điện tử toàn bị bom nổ cho banh xác mất tay chân mất nhà mất gia đình mất bạn bị ám ảnh tâm lý con mắt giả bên phải trợn trừng con mắt trái chỉ thấy hung hút buồn Em không cần, không muốn từ thiện nữa. Em muốn con mắt, cái tay, cái chân bên phải của em. Con mắt, cái tay, cái chân bên trái nhớ tụi nó. Đêm nào trong bệnh viện cũng khóc. Bọn họ, những nạn nhân của chiến tranh, sống không ra sống, chết không ra chết. Người chẳng ra người, quỷ cũng không. Dù cho người ta có nói, người đã khuất chỉ có thể tiếp tục tồn tại trong trí nhớ của những người còn sống thì đó cũng là ám ảnh quá lớn đối với họ. Đối với người còn tồn tại hay với người chỉ có trong ký ức, đều không thể gọi là sống. Chiến tranh vốn là một thứ kỳ lạ. Nó tồn tại như một sự tất yếu trong lịch sử. Hòa bình phát triển, đi xuống, mâu thuẫn, chiến tranh rồi lại hòa bình. Cái vòng lẫn quẩn lập đi lặp lại từ khi con người biết nhận thức những trận chiến quá ngắn ngủi quá bé nhỏ trong chiều dài lịch sử nhưng nỗi đau của nó để lại thì ngàn đời vẫn còn cảm nhận được dẫu vậy con người vẫn cứ luôn tạo ra chiến tranh trong chiến tranh hàng ngàn người hăng máu tham chiến họ tự hào vì có thể tham gia chiến đấu cho niềm tin của mình rồi rất nhiều người được tung hô như một vị thần một bài kỳ tài rồi chiến tranh kết thúc lại có hàng ngàn người than khóc mất nhà cửa người thân mất nghề mất nghiệp hàng ngàn người bị chửi bới bêu rếu là con người kỳ lạ hay chiến tranh kỳ lạ kỳ thực chiến tranh cũng chỉ là sản phẩm của con người và con người thì thích làm khổ lẫn nhau chiến tranh không dứt bao giờ người mới có cuộc sống thực sự tác giả đã để lại một cái kết mở mà từ đó chúng ta có thể hy vọng về ánh sáng sau đó qua hình ảnh bản tin thông báo hiệp định đình chiến của chính phủ hai nước israel và palestine cũng như ba con tìm được cô ba rồi phía đông có thể nhìn ra biển nơi đó sẽ thấy mặt trời mọc thật đẹp